Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay mùng 4 tháng 5 năm 2017, Thành Luân chúng tôi đang rất vinh dự được đón tiếp chú Trình, chú đến từ Hà Trung, Thanh Hóa. Chú ký duyệt bộ bàn ghế Minh Phước Đào Chim gỗ Cụ Ta Quảng Bình, hàng chọn Vân VIP luôn. Bộ cột 12 gồm có 6 món hàng thửa. Đồng gỗ Thành Luân chúng tôi vượt xong phần mộc và chú từ Thanh Hóa chú ra thì ký duyệt bộ bàn ghế này. Ghế trong kia đó chú. Tôi sẽ quay lại làm lưu giữ cái kỷ niệm. Bộ vân rất đẹp. Và khi hoàn thiện lên thì là vân nó nổi rất chi là đẹp luôn. Nhưng bộ Thành Luân chúng tôi là chuyên hàng thửa, hàng chọn vân đặc sắc. Khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp chúng tôi theo số điện thoại là 0967 110389, 0972770888. Ở trên màn hình quý vị đang thấy đây là chú Trình ở Hà Trung, Thanh Hóa. Hôm nay chú không đi xe tải ra à? Đi ạ. Rồi ok. Để ta cùng đi ngắm một chút về phần đặc sắc của con ghế này. Tôi đặt thêm tiền hay sao đây? Dạ vâng, chú đặt thêm cháu tí thì đặt. Vâng. Đôn to kia hả? Vâng, một đôn cao, một đôn thấp chú. Đấy, chú ký ký vào cho cháu. Vâng, rất đẹp. Là cái bàn này mà vẫn trước chú nói là không cần một cái bàn để mà bàn đầu bàn này không cần đâu chú. Cháu nghĩ không cần thì nó dài quá. Cái bàn này của cháu làm 1m67 nó quá dài rồi. Chú đi tất cả các nơi chẳng ở đâu có cái bàn to dài này. Người ta có chỉ người ta chỉ có một bàn 1m4 thôi. Đây của cháu là thêm gần 30 phân nữa rồi. Thầy Luân xin trân trọng cảm ơn chú gia đình. Xin kính chúc chú gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.